Xin chào các bạn, như đã hứa thì đủ mừng là chúng ta lại gặp nhau trong tập mới của Minecraft Survival sống sót trên đảo hoang. Thì mình đọc rất nhiều bình luận của các bạn ở phía dưới video bảo rằng là lần trước mình thuật phục cái mấy con chó sói bên đảo bên kia ấy, thì cho mình đi thuyền về nhanh quá, chúng nó không theo kịp và chúng nó bị chết đuối rồi. Và các bạn bảo mình hãy quay lại đấy và thuần phục mấy con chó sói mang về hòn đảo của mình nuôi đi. Thì mình đã sang cái khu đất liền và đi tới mấy ngày mấy đêm thì mình đã đi săn được mấy thằng người xương ấy. Mình giết thu được 19 xương, vì đoạn đấy nó hơi lâu và tối nên là mình cũng cắt đi. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn quay lại cái hòn đảo đất liền bên kia để thuần phục bọn chó sói. Thì mình sẽ cần thêm một vài thứ nữa đã, rồi chúng ta sẽ sang hòn đảo bên kia nha. Rồi, hôm nay mình sẽ quyết định chúng ta sẽ mang cái đôi ủng chân lạnh này đi. Chúng ta sẽ đi trên mặt nước, hy vọng mình đi từ từ có thể dẫn được bọn chó sói về. Không thì chúng ta đi thuyền, nhưng mà chúng ta sẽ đi từ từ hơn. Hôm trước là mình tưởng nó theo kịp mình nên là mình phóng thuyền một mạch về nhà. Và cuối cùng buổi tối mình ngủ thì nó hiện bọn chó sói bị chết đuối rồi các bạn ạ. Và buồn thật, mất công mình quá. Bây giờ là hơi đói rồi, để mình ăn cái đã. Rồi chúng ta lấy sức để chèo thuyền qua hòn đảo đất liền. Rồi, lùi thuyền ra. Và các bạn muốn mình làm gì ở trong tập mới thì cũng hãy bình luận ở phía dưới nhé, để mình xem xét và kiếm cái để làm cho các bạn xem. Ôi, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng hướng này. Chúng ta sẽ sang được khu đất liền. Đâu rồi? Đó, mình đã thấy khu đất liền rồi các bạn ơi. Bên này thì cảm giác rất là lạnh, mặc dù cách mình có một đoạn biển thôi mà bên này có cả tuyết với cả nước đóng băng luôn này. Bây giờ chúng ta sẽ dừng thuyền ở đây. Ô, các bạn ơi, hai con chó sói của mình chưa hề chết này. Ôi, hôm nay mình quay lại hòn đảo thì lại thấy hai con này ở đây. Ồ, thế là nó chưa chết rồi. Hi, thế mà các bạn bảo nó chết rồi là mình cứ tưởng nó chết, buồn thật. Sao nó không theo mình được về hòn đảo nhỉ? Từ từ đã, để mình nhớ không nhầm thì bên này còn chó sói nữa. Và hiện tại mình có rất nhiều xương, mình muốn đi thuần phục thêm. Vừa có một con zombie đứng ở đây chết. Ui, trời ơi. Vai, mình bị lọt xuống cái một cái hố mà trên nó có lớp tuyết đóng mà mình không nhìn thấy này. Vai thật. Ra 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 ra, cho ta đi lên nào. Rồi rồi, ra ra ra, ta đi lên. Ôi, bực quá. Thế các bạn ơi, từ nãy giờ mình lọt mấy cái hố rồi. Cái tuyết này khó chịu nhờ. Không sao, mình có xẻng kim cương đào nhanh thôi. Đi mà sụt nữa thì quỳ luôn đấy. Hôm nay thì mình cũng hơi đau cổ nên các bạn thông cảm nhé. Mình đã ốm mà, hôm qua mình còn không ra video được. Ở đoạn nào nhỉ? Có phải hòn đảo này không? Phải hòn đảo này mà, chắc chắn luôn. Bên này, bên này, bên này. Mình nhớ không nhầm thì bên này. Không có thì cũng chả sao, vì bây giờ hai con chó sói của mình đã tìm lại được rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải tìm cách dẫn nó về. Bên kia có gì không? Không thấy gì nhỉ? Đây này, bọn chó sói chưa được thuần phục, ở đây có 3 con các bạn ạ. Rồi, một con, ở đây một bầy chó sói luôn. Ui, dễ thuần phục vậy. Ủa, biệt đội chó sói. Xong rồi các bạn ơi. Ui, ui. Tiểu đoàn ba le bay. Ồ, đây có xương này. Đó, hình như bọn người xương đi qua đây không bị bọn chó này nó cắn chết, và bây giờ mình lại có thêm xương. Đơn giản lắm các bạn ạ. Xem ở đây còn con nào nữa không, mình thuần phục nốt. Ồ, ở đây còn có thịt này, bọn chó nó cắn chết đấy. Yeah, bây giờ mình gã đôi 4, 6, 7 con chó luôn. Đội quân chó của mình bây giờ quá mạnh các bạn ạ. Thế mà quanh đây hình như có vẻ hết rồi đó. Bây giờ mình sẽ phải làm sao mà dẫn được bọn này về đây ta. Thôi, chúng ta đi về thôi. Không nên tham lam các bạn ạ. Đường về là đường này, thẳng đi nối lại. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái đôi ủng băng giá của mình.
Rồi. Đi vào chân. Chúng ta sẽ... Đó. Bọn chó sẽ theo mình. Hy vọng là vậy. Tốt. Quá hay các bạn ạ. Bây giờ là mình có thể sử dụng cái đường băng giá này. Mình đi trên mặt nước và đi đâu nước đóng băng lên đấy. Thì bọn chó có thể theo được mình. Hay quá. Mình không hiểu làm sao hai con chó kia lần trước nó không theo được mình về cơ. Có vẻ như bọn chó nó không bơi được xa nên là bây giờ mình sẽ dùng cách này để đưa nó về các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi theo hướng cái la bàn thì nó chỉ hướng này là đường về nhà của chúng ta. Đó, ủa, đông quá các bạn ơi. Hy vọng là mình về nhà thì đúng lúc trời tối, còn bây giờ mình không muốn đi ở trên biển lúc trời tối đâu. Mình tạo ra thằng người sắt thì cảm thấy nó vô dụng quá các bạn ạ. Nó chả làm gì, nó cứ đứng ở đây. Về đây, vào đây, về đây, vào đây, vào đây, vào đây, nhìn lên. Wow. Đi vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đi vào đây, vào đây. Bây giờ mình có quá nhiều chó sói nữa các bạn ơi. Rồi, ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Chúng mày ngồi hết ở đây đi. Không cho chúng mày đi đâu cả. Rồi. Ngồi đây luôn. Đó, trời tối rồi, bây giờ mình đi ngủ. Mình sợ trời tối ở bên hòn đảo kia mà mình không kịp về nên mình đã cầm theo cái giường này để phòng trường hợp đấy và mình ngủ bên đảo đấy. Nhưng mà bây giờ mình kịp về nhà thôi, mình để được chiếc giường ở đây mình ngủ thôi. Đó, thế là ổn rồi. Từ đó mình phải làm lại một chiếc thuyền vì chiếc thuyền kia mình đã vứt ở bên đảo bên kia rồi. Rồi. Chúng ta sẽ để cái thuyền ra đây. Trời, từ đã bỏ cái đồ chân lạnh rồi đã. Điều kim cương vào. Rồi, để thuyền đây. Và thôi bây giờ chúng ta sẽ xuống hầm mai và tìm nốt cái quần kim cương. Mình cần ít kim cương để làm cái quần kim cương nữa. Không bây giờ mặc nó trông phong cách thật là xì ke các bạn ạ. Mọi thứ đều là kim cương trừ chiếc quần của mình. Trông nó hài vãi. Cất bớt cái này đi đã. Nướng cái thịt này lên. Ồ, hết nguyên liệu nướng rồi hả? Ở đây còn than đây. Chỉ phải đi đào thêm ít than nữa các bạn ạ. Cất được chân lạnh vào đây. Đồ ăn có vẻ ổn rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống đào kim cương. Kệ mấy con chó ở đây. Bù bù bù. Mình sẽ xem xét hôm sau, tập sau có thể mình sẽ xây nhà cho bọn chó này. Nhưng mà tập này chưa đâu các bạn. Mình cần phải kiếm ít đồ nữa đã. Ê, snow. Mình nghe thấy tiếng có một con skeleton ở quanh đây. Không biết chỗ nào. Trong này hả? Để mình đi xuống em. Không phải trong này các bạn ạ. Là chỗ nào ấy? Bên này có một cái hang hay dưới này ta? Đây đây, nó đây, nó đây. Bắn tao, bắn tao. Mày động vào tao là mày sai người rồi. Và bây giờ mình sẽ tạm thời tắt shader đi nhá các bạn nhá. Rồi. Cài đặt hình ảnh shader và chúng ta sẽ off nó đi cho các bạn dễ nhìn. Nhiều bạn bảo lần trước là mình bật shader nên khó nhìn quá. Thì hôm nay mình sẽ tắt shader đi. Chúng ta sẽ trở về giao diện của Minecraft mặc định. Mặc dù nó xấu hơn nhưng mà các bạn sẽ dễ nhìn. Ồ, chỗ này mình còn chưa khám phá này. Ui, dưới này còn có. Ui, mình tới một nơi mà mình đã từng đi luôn. Vi diệu vậy. Đây là chỗ nào ta? Lâu không chơi chả nhớ được. Ở đây nhiều than quá, thôi mình đào ít than đã. Chúng ta sẽ đào ít than. Về làm chất đốt. À, mình nhớ đây đoạn nào rồi.
Dòng lava chảy. Nhiều than quá. Khu này như có mỏ than lớn rồi. Đào đào đào. Đào hết chỗ than này xem nào. Cũng khá là nhiều đấy. Lùi vào đống lava xong đời mình luôn. Không biết đầu này mình khám phá tiếp chưa nhỉ? Chưa sao. Các bạn thấy nhiều than không? Chúng ta đào nãy giờ chưa hết một cái đống này luôn. Này, dưới này lại có nữa này. Vãi, nhiều than thế. Ui. Quả nhiên là một mỏ than cực kỳ lớn. Thank you.
rushes around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, no, I'll find you in my dreams. Ủa anh thấy kim cương các bạn ơi, hạnh phúc quá trời đất ơi. Bây giờ mình thấy kim cương. Tìm mày bao lâu bây giờ mày mới xuất hiện là sao? Ui đúng mỏ kim cương lớn luôn. Phê. Phê quá các bạn ơi. Yeah. Tuyệt vời luôn. Hạnh phúc rồi. Cái này đi. Wow. Sau một hồi tích cực đào chăm chỉ thì cuối cùng mình đã tìm thấy kim cương và mình tìm thấy 8 viên kim cương luôn. Nghẹn ngào không nói nên lời. Từ bây giờ vứt cái gì đi đây? Vứt cái đá này đi, mình nhiều cái đá này quá. Bây giờ sẽ cho hai cái cúp này lại với nhau. Cúp. Và lấp chỗ này đi. Đào tiếp. Đào, đào, đào. We'll be right back.
Ai, cuối cùng đã trở về nhà rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái shader lên không ta? Rồi, bật shader lên đi. Nhìn cho nó đẹp. Xong. Ok. Và bây giờ giáp lại thành chiếc quần kim cương, hy vọng là nó đủ. Mình tính không nhầm được. Yeah. Vậy là mình đã có chiếc quần kim cương rồi. Sau bao nhiêu ngày mặc quần áo không có một chút thì gọi là phong cách thì mình nay đã có bộ trang phục kim cương. Online. Hello mấy bạn chó, từ đã mình cất bớt ít đồ đi đã. Xem chúng nó xếp hàng đây. Cất bớt đá đi. Cất đi vàng đi, kim cương có một viên, cầm theo đi. Nghe tiếng con gì bơi ngoài này vậy? Cá à? Vãi ạ, tượng con gì? Rồi, về nhà. Về nhà nung ít quặng này nữa. Bỏ than vào. Nung. Có vẻ xong rồi này, cho tiếp sắt vào nung. Cất đồ đi. Ngọc lưu ly chúng ta sẽ bỏ vào đây. Kim cương này, 10 vàng này. Ok. Từ từ. Cất cái xẻng. Cất thêm cái này đi. Lấy cái cần câu ra ngồi câu cá một lúc. Buổi chiều rồi, mình muốn nghỉ ngơi, thư giãn một chút bằng cách đi câu cá. Bỏ cái đuốc ra đã. Cá cắn câu đi nào. Mấy con chó nó cứ kêu cái gì nhỉ. Rồi, mình câu được con cá gì đây? Cá tuyết sống. Một con cá. Ok, thì mình sẽ dừng cái tập này ở đây thôi. Nếu các bạn ủng hộ mình ra tập mới, đừng quên bấm nút like, chia sẻ video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ các tập mới của mình. Và bình luận ý kiến các bạn ở phía dưới video để xem tập sau chúng ta sẽ làm gì nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.